Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới về Amazon Music, đó là cây Super 6TX Performance. Đây là cái trong của cây Super 6TX Performance. Cái này thì có cái khăn màu đỏ, nó khác cái dòng Super 64 thường là nó sẽ có khăn màu vàng cũng như cái cây khác của Honor. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Thì theo cái bộ này sẽ có một cái cây cho các bạn một cái cây vít nữa. Thay vì các bạn mua một cái bộ vít ở ngoài thì đây có sẵn cái vít luôn. Còn đây là cái cây Super 64 của chúng ta. Rất là đẹp. Phần nó khác ở cây Super 64X thường á, đó là cái phần mao là được mạ vàng, còn cái này là màu đen hoàn toàn. Còn phần thân của nó là màu đen nhám. Cây này đặc biệt có một cái ưu điểm hơn cái khác, đó là cái phần slide ở đây theo như của Honor giới thiệu thì đó là silent slide, tức là các bạn nhấn vào rất là êm mà không có tiếng kêu, rất là nhẹ luôn. Tiếp theo là mình sẽ test thử cái âm thanh của cái cây này sẽ như thế nào nha. Hiện tại thì bản thân mình đang có một cái cây Super 6TX thường, giá của nó là đợt mình mua là khoảng 10 triệu. Còn cây này giá là 640, tức là tương đương với khoảng 15-16 triệu đồng Việt Nam. Mình sẽ test ở 3 cái mức, cái quãng khác nhau trên cái cây Super 6TX này. Đó, khoảng giữa, quãng thấp và quãng cao. Thực sự là rất là nhẹ luôn và âm thanh của nó rất là ấm. Quan trọng là cái cây cái phần quãng thấp và cái quãng cao, mình xem có sự khác biệt gì không. Thực sự rất là nhẹ luôn các bạn, cực kỳ nhẹ. So với cây Super 6TX thường thì cái cây mà mình đang dùng thì nó rất là nặng, kể cả cây mới mua luôn. Nó khá là tốn hơi nhưng cây này rất là nhẹ. Còn đối với phần cao thì sao? Cả hai phần này đều cực kỳ nhẹ, đặc biệt là cái phần nốt cao á, con cao á, thì với những cây thường các bạn sử dụng thì nó sẽ rất là chói là một, và tốn rất nhiều hơi là hai. Các bạn phải sử dụng lực từ cổ họng các bạn rất là nhiều thì mới có thể tạo ra một cái tiếng nó trong được. Nhưng đối với cây này thì rất cực kỳ nhẹ. Slide mình bấm không hề kêu một tí nào luôn. Thực sự rất là đáng đồng tiền bát gạo. Mm-hmm.
thực sự rất là đáng mua. Và bạn nào có điều kiện thì có thể nhắn tin cho bên mình và mình có thể đặt hàng với bạn. Thực sự cái này rất là tốt luôn.